Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Địa Linh Giáo Chủ, nguyên tác Trần Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Kế Quang cất tiếng cười dài, đôi chân của chàng như trọng trên mặt đất vững chắc vô cùng. Hai tay dung song chưởng quá giải từng thế công của đạo sĩ một cách dễ dàng. Một luồng âm phong do song chưởng của chàng phát ra lạnh lẽo, đã cản tán đạo sĩ, không để cho hắn tiến lên được một bước nào cả. Tán đạo sĩ vừa tức giận lại quát to. Bần đạo không ngờ cả tên tiểu ma đầu này cũng không áp đảo nổi, thật là đáng giận. Vừa nói lão vừa vận dụng toàn thân công lực thì triển chưởng pháp ra để áp đảo đối phương. Chưởng phong du du lại liên tiếp tấn công luôn 21 chưởng nữa. Hoài thế lần này có vẻ dũng mãnh gấp bội, nhanh nhẹn hơn. Chỉ thấy chưởng ảnh phiêu phiêu, cuồng phong như gió bão cuốn Kế Quang vào giữa trong vòng chưởng ảnh. Giữa lúc đó ở trong bụi tre xa xa có tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Trong lúc đêm khuya thanh vắng càng thấy thê lương. Kế Hoàng nghe thấy càng thêm sốt nóng ở trong lòng. Chàng lập tức phản thủ di công, dù dù tấn công liền bãi chưởng. Từ lúc tán đạo sĩ ngạc nhiên kinh thối, lập tức nhúng mình tung người lên không, rồi bắn giọt lao theo vào chỗ bụi tre chạy thẳng tới. Kế Hoàng thi triển thuật khinh công bình bộ thanh vân, nhanh nhẹn vô cùng. Chỉ thoáng một cái thì đã tới bên bụi tre đó. Không hề ngừng, chàng cứ đi xuyên thẳng vào giữa qua mấy bụi tre ở bên ngoài. Thì ra đó là một chốn hoa viên do nhân công tạo thành, trồng đầy kỳ hoa dị thảo, đình đài núi giả u nhã vô cùng. Ở chính giữa vườn hoa này là một ngôi tịnh xá, vách tường màu đỏ. Những cây tre xây xung quanh hàng rào, hình như là một nơi ẩn cư của một vị thao nhân vật sĩ nào đó. Kế Hoàng trong lúc nóng nảy muốn cứu người nên không ngại hiểm nguy, đi qua vườn hoa, vượt qua tường, nhảy vào trong ngôi tịnh xá đó. Chàng bỗng giật mình vì thấy giữa sân có Nhất Tăng Nhất Đạo nằm ngang ở đó, không biết là đã chết từ lúc nào rồi. Kế Hoàng cúi người xuống nhìn kỹ thì thấy chân có dính bụng, ở mặt có những nốt đỏ do mũi đốt mà ra, toàn thân không hề có một vết thương nào khác. Kế Quang nhìn kỹ, thấy giữa chân mày có một sợi đuôi cá màu đỏ chảy thẳng lên gò má. Kế Quang lẩm bẩm, độc diễm ma chưởng. Những người này đã bị sát hại bởi độc chưởng của Địa Linh Giáo. Ngẩng đầu lên, Kế Quang quan sát xung quanh sân, rồi bỗng nổi cơn tức giận kêu to. Ồ, chiếc hương xa đây rồi. Chàng chăm chú nhìn chiếc hương xa lộng lẫy, đổ tại giữa sân, ở hai bên hông xe. Có cắm hai cây hoa quế màu đỏ tươi đẹp vô cùng, đang bay động theo chiều gió, trông giống hệt như chiếc xe mới gặp hồi nãy. Đã thấy chiếc xe, tất nhiên rằng chủ nhân phải ở trong tịnh xá này. Kế Hoàng lập tức xông thẳng vào trong ngôi tịnh xá. Khi đi vào đến đại sảnh, chàng không khỏi giật mình hoảng sợ vì ngay ở đại sảnh lại có hai người đạo sĩ và một lão trưởng mặc áo màu vàng nằm chết tại đó. Tình hình chẳng khác chi Nhất Tăng Nhất Đạo ở ngoài sân. Chàng tuy không biết, những người này cũng thầm đoán ra những tài cao thủ của thất đại môn phái. Lúc đó lão Khiếu Hóa vị đầu đà cùng tán đạo sĩ cũng đã đuổi theo đến nơi. Vừa vào đến sân, lão đầu đà đã quát to lên. Tình ác mà thật là độc dữ, hãy mau ra đây. Rồi chỉ nghe xoẹt xoẹt xoẹt, ba người như ba cái bóng nhanh như chớp, nhắm thẳng ngôi đại sảnh mà chồm thẳng tới. Họ lại phát giác ra có những cái xác chết thì không khỏi chạnh lòng. Kế Quang lạnh lùng nhìn vào ba người rồi điềm nhiên đi sâu vào bên trong tịnh xá. Chàng nhận thấy ngôi tịnh xá này tuy bé nhỏ nhưng bài biện rất là tề chỉnh, ngăn nắp sạch sẽ. Những bức họa cổ đều là những bức họa hiếm có, quý giá vô cùng. Hai bên là khách đường và thư viện.
Tủ lớn tủ nhỏ chứa đầy không biết bao nhiêu là sách vở. Nhìn vào trong thư phòng, ở chỗ chứa cửa sổ có treo một bức tranh họa một mỹ nhân tuyệt sắc, dài ước chừng hai thước. Trông tựa như là thiếu nữ bạch y mà chàng đã gặp qua, nhưng tuổi của mỹ nhân này ở trong tranh có vẻ nhiều hơn là bạch y thiếu nữ. Tiếp theo đó là một căn phòng khóa kín. Chàng bèn quay trở lại lối sau thì thấy ở đây có một cái hoa viên nhỏ, rồi lại có một căn phòng xinh xắn. Chàng nhìn vào nhưng vắng ngắt không một bóng người. Trong căn phòng bài biện đẹp đẽ, có thể là một khuê phòng của một vị tiểu thư nào đó. Tất cả đều vắng vẻ không một bóng người. Kế quan lấy làm lạ, chàng ngạc nhiên vô cùng, chàng đành phải lộn ra lối cũ. Lúc đó ba người là lão hành khất, đầu đà và đạo sĩ đang ở trong đại sảnh bàn luận với nhau. Khi thấy kế quan bước ra thì cả ba đều ngước mắt lên nhìn chàng. Kế quan hình như không quan tâm gì đến họ. Chàng cúi đầu nhìn xuống đất trầm ngâm rồi nghĩ thầm. Cổ Hương Sa độc diễm ma chưởng và bức tượng mỹ nhân đều có ở nơi này. Tất nhiên lão nhân áo đen phải có ở đây. Tại sao lại không thấy một ai, thật là kỳ lạ. Chàng bỗng nhất động ở trong lòng thầm nhủ. Phải rồi, lão ma đầu thấy nhiều người đuổi theo đến đây nên đã bỏ trốn rồi chứ gì. Trước khi rời bỏ nơi này, lão ta đã phát độc chưởng giết hại mấy người rồi mới bỏ đi. Thật là tâm địa của một kẻ ác độc. Chàng bỗng quát to lên, quần khốn kiếp. Tiếng quát của chàng khiến cho ba người trong đại sảnh phải giật mình. Lão hành khất nhìn kế quan với ánh mắt hoài nghi, rồi cất tiếng hỏi. Tiểu tử, mày có phải là môn đồ đệ tử của lão ma đầu đó không vậy? Kế quan nét mặt trả lời nói. Nói bậy, tại hạ đã có nói với lão nhiều lần rồi, gia sư chính là Vạn Lý Vân Yên Lục Thông. Lão khí quá gãi đầu một hồi rồi nói. Việc này thật là lão phù khó hiểu lắm. Tại sao võ công của người lại giống hệt lão ma đầu kia chứ? Kế quan cả cười đáp. Võ công trên thiên hạ vạn phái đồng tông. Lão tiền bối đã biết được, lẽ đâu vạn bối không học được. Lão khí quá gật đầu nói. Thôi được rồi, bây giờ ta không nói đến vấn đề đó nữa. Tại sao người lại tới đây? Có việc gì vậy? Kế quan lên tiếng đáp. Giảng bối vì thấy chiếc Hương Sa xuất hiện ở trên đường nên mới truy tung đến đây. Lão khí quá ngạc nhiên hỏi. Nói như vậy người cũng vượt qua chiếc hồ mũi tới đây sao? Kế quan gật đầu đáp. Đúng như vậy. Lão khí quá bỗng cất tiếng cười sằn sặc rồi nói to. Thôi chúng ta đều mắc hộm rồi. Lão lại vỗ vào đùi một cái rồi nói tiếp. Cái hồ mũi đó là một vùng xa lầy đầy bùn sình. Chỉ trừ phi chiếc xe này biết bay mới có thể vượt qua cái hồ mũi đó. Kế quan tỉnh ngộ hỏi. Như thế thì chiếc Hương Sa làm cách nào đến đây được này? Lão khiếu quá không trả lời câu hỏi của chàng. Lão lấy tay trỏ vào vị đầu đà rồi nói. Vị này là mãn đầu đà. Còn vị này là tán đạo sĩ. Còn lão đây được trên chốn giang hồ tặng cho cái danh hiệu là quái khiếu quá. Ba chúng ta cùng gọi là phong di tam hữu. Đều có quen biết với lệnh sư là Vạn Lý Vân Yên. Nếu người đúng là môn đồ của ông ta thì chúng ta là người nhà rồi. Kế quan vòng tay thi lễ với mọi người rồi nói. Vạn bối họ Di, thảo tự kế quan. Chẳng hay lão tiền bối có biết tên tuổi của những người bị chết này hay không? Lão khí quá thở dài một tiếng rồi đáp. Ê, người hòa thượng nằm ở ngoài sân là Phổ Tề sư đệ của Phổ Tỉnh Thiền Sư, trưởng môn của phái Ngũ Đài Sơn. Còn người đạo nhân là Lai Dương Tử, một trong Nga Mi Ngũ Tử. Nói tới đây lão khiếu quá lại chỉ vào hai người đạo sĩ là Hoàng Y lão giả nằm chết ở tại đại sảnh và nói. Ba vị này cũng là những tay cao thủ nhất nhì trong thất đại phái, nào ngờ lại bị chết thảm ở nơi này. Mãn đầu đà cất tiếng nói to. Lão huynh, không phải lão ma đầu chủ nhân chiếc Hương Sa này ra tay độc thủ thì còn ai nữa chứ? Quái khí quá nhìn Mãn đầu đà rồi nói. Nhất ngôn nàng tận, để tiểu đệ nói ra dần dần ác lão huynh sẽ biết rõ. Hồi nãy tiểu đệ đã có coi kỹ rồi, chiếc Hương Sa
thấy bụi đóng rất là nhiều, mà bánh xe thì lại rất sạch sẽ. Hiển nhiên chiếc Hương Sa này đã lâu rồi không có đi đó. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là đã mười mấy năm nay chiếc Hương Sa chỉ xuất hiện một lần vào mùa xuân. Mỗi năm chỉ có một lần. Đường lối của chiếc Hương Sa đi không hề thay đổi. Tại sao sang năm nay lại xuất hiện nhiều lần ở nhiều nơi? Điểm này cũng đáng cho ta suy nghĩ. Hơn nữa con người của lão ta rất là kiêu ngạo. Nếu phát giác ra có người truy tung, tất nhiên sẽ ngừng xe lại cùng địch nhân giao đấu một trận. Chứ có bao giờ vụ kẻ truy tung tới Thủy Trúc Hiên này đâu. Huống chi ngồi tịnh xá này không hề có cơ quan mai phục. Là một chỗ ẩn cư thanh tĩnh thuần túy, không muốn cho ai biết tới, để khiến gây ra những sự phiền hà. Theo ngụ ý của tiểu đệ thì có lẽ chủ nhân của chiếc Hương Sa đã ra khỏi nơi này từ lâu rồi. Tán đạo sĩ gật gù nói tiếp. Nếu theo như lão huynh nói thì kẻ gây ra những vụ thảm sát này là một người khác sao? Lão Khiếu Quá gật đầu đáp. Theo ngụ kiến của tiểu đệ thì có lẽ là người nào cố ý muốn gieo họa cho chủ nhân của chiếc Hương Sa này. Thế Hoàng chợt nói to. Không phải như vậy đâu. Chắc là lão nhân áo đen đó, vì những người bị chết đều bị trúng độc diễm ma chưởng của địa linh giáo. Vậy ngoài hắn ra tuyệt đó không thể có ai thi triển được môn công phu đó. Quái Khiếu Quá, tán đạo sĩ, thoạt nghe ba tiếng địa linh môn, tất cả đều tỏ vẻ vô cùng kinh dị, nhìn thẳng vào mặt của chàng rồi nhắc lại. Địa linh giáo. Nguyên trước đây 50 năm, uy danh của địa linh giáo đã lừng lẫy trên giang hồ. Không biết bao nhiêu vì lý do gì mà đã tuyệt tích, không thấy người trong môn phái này xuất hiện nữa. Đến nay chợt thấy Dư Kế Quang nhắc đến sao không khiến cho mọi người sửng sốt được. Dư Kế Quang tự biết mình đã lỡ lời, bèn nói lãng sang chuyện khác. Việc này gia sư nói lại nhiều lần nên giảng bối mới có thể biết rõ. Quái Khiếu Quá và những tay giang hồ kinh nghiệm nghe qua lời nói và khí sắc của Kế Quan thì đoán biết rằng thiếu niên này ắt có nhiều liên quan đến địa linh giáo. Vì bọn họ thừa biết sự lịch lãm của Vạn Lý Vân Yên Lục Thông không sao qua khỏi Phong Di Tam Hữu. Một khi những việc họ không biết, tất nhiên là Lục Thông không sao có thể biết được. Nghĩ vậy chợt Quái Khiếu Quá khích động tinh thần, cười nhạt một tiếng và hỏi. Phải chăng bóng trắng? Nghe thấy như vậy, Kế Quan đột nhiên tỉnh ngộ lẩm bẩm. Bạch y thiếu nữ lén đánh ta, không lẽ là nàng? Kinh ngạc hơn, Quái Khiếu Quá nhìn Kế Quan rồi nói. Người nói cái gì cũng lại bóng trắng ấy sao? Chính chúng ta cũng bị nàng ta dẫn dụ tới nơi đây sao? Rồi trầm ngâm một chút, Quái Khiếu Quá lơ đãng nhìn trời rồi hỏi. À, mà có phải người thấy nét mặt của con A đầu đó giống như người ở trong bức họa kia không? Nghe hỏi, tán đạo sĩ trổ ánh mắt nhìn Quái Khiếu Quá rồi lắc đầu đáp. Đạo hữu nói gì? Lúc ấy chúng ta chỉ kịp thoáng thấy một làn sương trắng mỏng lướt qua. Đã nhìn được ra người hay ma đâu? Làm sao mà đoán được? Mọi người lặng yên giây lát. Lão Khiếu Quá lại nói tiếp. Hòa Nhi, gần đây ngươi có gặp sư phụ của ngươi không? Kế Quan lắc đầu nói. Từ khi đến Mạc Bắc đến nay, tiểu bối không hề nghe tin tức gì. Ông ấy có nói đến Mạc Bắc làm gì không? Dạ, nghe đâu vì một chuyện gì đó có liên quan đến vận kiếp của cả Võ Lâm. À, Lão Khiếu Quá thở dài một tiếng rồi ngồi xuống lẩm bẩm. Nếu thực tế, e rằng lúc lão đầu có lẽ đã nguy hiểm nhiều hơn là gặp điều may mắn rồi. Nghe Quái Khiếu Quá nói thế, Kế Hoàng hốt hoảng chộp lấy cánh tay của lão rồi quát hỏi. Tiền bối nói gì? Ngươi không nghe nói đến bao giờ hay sao? Câu chuyện nhất trường binh di tử lượng. Thiên hạ đệ nhất cao thủ năm xưa vì ước hẹn cũ đã lên Mạc Bắc thi tài đấu võ cùng Võ Đan Thiên Mục đạo trưởng Thanh Thành Lăng Tiêu Kiếm Khách, nhưng rồi chỉ có đi mà không thấy có về. Ta đoán chắc rằng sư phụ của ngươi lên đó
để điều tra lại việc này. Ông ta một mình lên đó, ta tin chắc khó thoát khỏi bàn tay độc ác của bọn ma đầu khát máu. Thế Hoàng run sợ buông vội tay lão quái. Nếu vậy vãn bối cần phải lên Mạc Bắc ngay bây giờ. Quái Khiếu Hóa nghiêm sắc mặt nói: Khoan đã, ngươi sao hồ đồ quá vậy? Mạc Bắc rộng hơn ngàn dặm, người đến đó biết nơi nào mà kiếm. Hơn nữa công việc cần phải tuyệt đối bí mật. Nếu người đi tới đó có những hành động sơ hở, chẳng những vô ích, có khi còn hại tới tính mạng của sư phụ của người nữa. Tốt hơn hết là hãy đợi thời gian rồi tính sau. Thế Hoàng toàn nói tiếp, nhưng Tán đạo sĩ đã lên tiếng: Hiện nay lão ma đầu quái nữ đã bỏ đi rồi, ta còn ở đây làm gì nữa? Trong khi Quái Khiếu Hóa chưa kịp đáp thì Mang Đầu Đà đã giục đứng dậy, thúc giục mọi người lên đường. Trước khi chia tay, Quái Khiếu Hóa nhìn Kế Quan bằng cặp mắt đầy cảm tình. Ông thủng thẳng nói: Vì thiếu hiệp, hiện tại kiếp vận của Võ Lâm Giang Hồ đã khởi động. Thiếu hiệp nên lưu tâm phòng bị, kẻo vô tình mang lấy thiên cổ hận. Tiểu hiệp hiện nay võ công cao siêu như thế, trên bước giang hồ chẳng mấy chốc sẽ vang danh. Lão hữu mong thiếu hiệp lưu phòng bước tiến. Kế Quan cảm động cúi đầu vâng lời dạy. Thấy nét mặt nghiêm trọng của Quái Khiếu Hóa, Tán đạo sĩ bật cười nói: Đêm nay lão ăn mài ngươi thật là nhiều chuyện mà, thôi chúng ta đi. Nói xong rồi, Tán đạo sĩ dùng thuật phi hành dục chạy trước mọi người. Mọi người cũng lập tức lao theo. Thoáng chốc bóng của Phong Di Tam Hữu đã biến ẩn vào trong sương mù vô tận. Đứng lặng nhìn theo bóng của Phong Di Tam Hữu cho đến khi khuất, Kế Quan mới cất bước lên đường, mang theo mối lo âu phập phồng cho vị lão sư đang dấn mình trong nguy hiểm. Nội công lúc này của Kế Quan quả là thâm hậu, thuật phi hành đã tới mức độ siêu tuyệt. Bóng của chàng lướt trên ngọn cỏ như một làn khói mỏng bay theo gió lốc. Vừa chạy chàng vừa nghĩ tới lời của lão Khiếu Hóa, lòng muốn tới Mạc Bắc để tìm sư phụ, giúp sư phụ một tay. Nhưng nhớ lại câu căn dặn của Quái Khiếu Hóa, và hơn nữa Mạc Bắc rộng mênh mông, muốn tìm chàng biết tìm sư phụ ở nơi nào. Nghĩ tới đây, Kế Quan tự thầm an ủi. Nghĩ lại những sự kiện trên giang hồ gần đây, biết bao nhiêu sự phiền phức, ân oán gai go nghiêm trọng. Bản thân tuy mang tuyệt học võ công của Địa Linh Giáo, nhưng chưa lúc nào rảnh rỗi để ôn luyện lại. Tới đây bỗng chàng bừng ý tưởng. Trong tay của ta có thanh ngọc phách kiếm. Tại sao ta được cam đơn lão nhân truyền tặng cho Địa Linh Chân Kinh và bảo ta phải kế nhiệm Địa Linh Giáo chủ? Tại sao ta không nhân cơ hội này để tìm một nơi thanh vắng tập luyện lại võ công? Rồi khi nào có cuộc luận kiếm trên Hoa Sơn, ta sẽ tham gia giật lấy chức thiên hạ đệ nhất cao thủ để thừa cơ phục hưng lại Địa Linh Giáo. Càng nghĩ, Kế Quan hùng tâm càng bốc cao vạn trượng. Chàng quên hẳn sự mệt mỏi, tăng triển thân pháp lanh lẹ dục bay đi về phía trước. Trong lúc này, thân của chàng như một chiếc bóng mờ lướt gió. Khoảng giờ thình, chàng đã ra khỏi Hoa Sơn tới một bãi rộng phẳng phiu quang đãng. Chân Kế Quan vừa đặt trên nền cỏ mát, đột nhiên dù một tiếng, một bóng người từ thung lũng sâu bay lên mang theo một giọng trầm hùng: Hòa Nhi, mì có thấy quyền nhi của ta không? Kế Quan giật mình ngước mắt trông ra thì đúng là lão nhân áo đen. Thoạt nhìn Kế Quan chạnh lòng, nhưng đến khi nghe nhắc đến tên quyền nhi, chàng chợt liên tưởng đến thái độ của bạch y thiếu nữ mà không khỏi tức giận. Phải chăng lão muốn hỏi con A đầu ngông cuồng đó không? Đêm qua chính nó đã lén đánh tại hạ rồi bỏ chạy, dụ cho tại hạ phải vào ở nơi hồ mũi suýt nữa thì toi mạng rồi. Hồ mũi? Ngươi qua hồ mũi? Kế Quan gật đầu một cái toàn nói tiếp, nhưng lão nhân áo đen đã dục bỏ chạy một cách vội vàng nóng nảy. Thế vậy cho nên Kế Quan nhìn bóng của Hắc lão so vai một cái cũng không đuổi theo, và tiếp tục lại noi theo con đường lớn hướng về thị trấn rảo bước. Nhờ thuật khinh công siêu việt, chẳng mấy chốc thì Kế Quan đã tới một thị trấn nhỏ. Nơi đây không có hàng quán lớn và cũng không có hàng cơm. Tùy đói bụng, nhưng chàng đành tìm vào một quán trà, kêu một bình trà và mấy cái bánh để điểm tâm đỡ đói. Giữa lúc chàng còn đang ngồi ăn bánh uống nước, chợt vọng đến tiếng gió ngựa từ xa.
rồi một con hồng mã cuốn gió chạy vào thị trấn. Tên Yên mang một võ sĩ, mặc bộ chản phục màu đen. Khi ngựa đến trước quán trà, võ sinh đó gò cương nắm lấy bồn ngựa, nhảy xuống và quăng cương vào một gốc cây cạnh quán, xong rảo bước vào trong tiệm trà. Ngay lúc ấy Kế quan nhận ra rõ, chàng võ sinh ấy không ai khác hơn chính là Thúc Tuyệt Phượng Dĩ, Tiền Đình Bản, người của Điểm Thương phái mà đã một lần gặp gỡ bị chàng đánh bại. Nghĩ đến chuyện cũ, Kế quan không muốn gây thêm chuyện phiền phức, bèn quay mặt lảng đi nơi khác. Song Đình Bản đã nhận thấy chàng, liền chạy lẽ đến vòng tay rồi nói: "Ồ, tưởng ai té ra là Di huynh, thật là vạn hạnh." Bất đắc dĩ Kế quan cũng vội đứng lên vòng tay quyền đáp lễ và mời Đinh Bản ngồi xuống bàn. Đinh Bản cảm tạ rồi ngồi xuống và nói: "Di huynh đã trở về hồi nào? Sứ mệnh đã hoàn thành. Tinh thần hiệp nghĩa của đại huynh khiến cho tiểu đệ rất là mến phục." Kế quan mỉm cười nói: "Đại huynh đã dạy quá lời, há chẳng khiến cho tiểu đệ thêm hổ thẹn sao?" Đinh Bản uống liền hai hớp trà, rồi cầm một miếng bánh vừa ăn vừa nói: "Di huynh võ công cao siêu như vậy, chẳng hay có ý định tranh thủ lấy chức thiên hạ đệ nhất cao thủ năm tới không?" Khiêm tốn Kế quan vội xua tay nói: "Không dám, không dám. Đinh huynh đã quá đề cao. Tiểu đệ bản lãnh là bao mà dám nghĩ đến cao vọng đó chứ?" "Đáng tiếc thật, cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng thôi, nếu Di huynh không tham dự thì cũng nên tới xem. Nhờ đó có thể tăng thêm nhiều kiến thức lãnh nghiệm." Kế quan rung động trong lòng mỉm cười nói: "Đệ sẽ cố gắng đến, nhưng Đinh huynh là một người kiến văn quảng bác, có thể cho đệ biết năm tới ai là người xứng danh thiên hạ đệ nhất cao thủ?" Thấy Kế quan có vẻ chú trọng đến câu chuyện, Đinh Bản cao hứng cả cười. "Nói về võ công thì quả đệ còn kém Di huynh xa, nhưng riêng về điều đó thì đệ có thể biết rõ ràng hơn đôi chút." Uống một ngụm trà xong rồi nói tiếp: "Theo đệ biết trước đây, ở trong thất đại môn phái thì mọi người đều công nhận Tử Hư Thượng Nhân phái Thiếu Lâm và La Phù Tử phái Nga Mi là võ công cao thâm hơn cả. Nhưng từ khi Hương Sa chủ nhân xuất hiện thì lại khó nói được. Trong tin đồn mấy ngày gần đây, thất đại trưởng môn phái đã cùng chủ nhân của Hương Sa quần đấu ở trên đỉnh núi Thái Sơn. Một đấu với bảy trưởng môn nhân thất phái, giữa lúc chủ nhân Hương Sa nguy cấp, bỗng có một ma đầu xuất hiện giúp cho lão. Theo những người được chứng kiến trận đấu cho biết thì tiểu ma đầu đó võ công không kém gì lão ma. Trên tay còn có thêm thanh thượng cổ kỳ trân, kim tinh ngọc phách kiếm nữa." Nói tới đây Đinh Bản trầm ngâm nhìn Kế quan thủng thẳng rồi nói: "Tên ma đầu nghe nói tướng tá hình dung mường tượng như Di huynh vậy. Người ấy từng một mình đã đến Hành Sơn nhất trưởng chấn Tam Nguyên Môn, và đã dùng âm công để đánh bể tấm bảng treo trước cửa chính, độc kiếm thức thương hơn 20 môn hạ của Hành Sơn." Rồi Đinh Bản lại nhấp một ngụm trà nói tiếp: "Nghe như trên Thái Sơn khi tiểu ma đầu đó xuất hiện, chẳng biết đã dùng chiêu thức gì làm cho quần hùng nghiêng ngửa. Mai sau có Lục Lâm Tôn Giả và Tam Quan Thần Ni tới mới dẹp được cơn sát giận ấy. Tuy tiểu đệ bị bận việc tại Tứ Xuyên không kịp đến nơi coi, nhưng được nhiều người nói sơ qua cho biết." Kế quan nghe thấy Đinh Bản gọi mình là ma đầu tử thì ở trong lòng không khỏi tức giận, nhưng chàng chợt nghĩ thầm trong bụng. Theo hắn nói, trận tranh đấu lấy danh dự thiên hạ đệ nhất cao thủ võ lâm năm tới chỉ có ta và lão nhân áo đen là đáng kể. Song theo ta biết thì có lẽ lão nhân áo đen cũng là môn hạ của Địa Linh giáo. Như vậy ta hà tất phải tranh dinh dự ấy với lão làm gì? Giả chăng thiên hạ rộng lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong giang hồ thiếu chi người tài giỏi. Huống hồ còn có Lục Lâm Tôn Giả và Tam Quan Thần Ni là những nhân vật mà hiện trên giang hồ thiên hạ mười phần tôn kính. Nghĩ vậy cho nên chàng mỉm cười hỏi: "Đinh huynh, võ công của Lục Lâm Tôn Giả và Tam Quan Thần Ni chắc trác tuyệt lắm thì phải?" Đinh Bản cả cười nói: "Di huynh có ý không biết hay là giả giờ thử đệ vậy chứ? Trên giang hồ võ lâm ai mà không biết hai vị kỳ nhân ấy? Để không cần nói, Tiên Thiên Quyền Công Cương Khí và môn Vô Tướng Thần Công của họ đã luyện tới mức thượng thừa nhập quả.
Nhưng nói riêng về tuổi tác của họ, chúng ta cũng không đủ tư cách phê bình tới họ. Kế quan không tin, nhưng cũng không có ý kiến chống đối, chỉ tủm tỉm cười lạnh nhạt. Đinh Bản ngước mắt nhìn lên thấy trời đã xế bóng nên bèn đứng dậy cáo từ nói. Trời đã xế chiều, tiểu đệ còn việc gấp phải tới Sùng Sơn kịp hội với ân sư Nhất Chỉ Phi Hiệp và Tử Hư Thượng Nhân để cùng đi Nga Mi Sơn đến Hồng Nguyên Quán thảo luận. Kế quan nhất động ở trong lòng, xong làm ra vẻ vô tình nói. Nhân huynh có việc gì quan trọng thế? Sao không ngồi nghỉ chơi một chút nữa đã? Đinh Bản ngoảnh mặt nhìn xuống quanh rồi thầm nói nhỏ. Con gái của Hương Xà chủ nhân đã bị Nga Mi tứ tử bắt, hiện bị nhốt ở trong Hỗn Nguyên Quán. Theo ý kiến của La Phù Tử là dùng cô ta để làm một con tin, nhưng thực ra là để làm một con mồi dụ Hương Xà lệnh chủ tới. Hiện Nga Mi tứ tử sợ không đủ sức đối phó với Hương Xà chủ nhân nên đã truyền tin đi các nơi để mà kêu những cao thủ tìm kế đối phó. Kế quan giả vờ như chợt tỉnh ngộ, gật đầu liên hồi ra ý biểu đồng tình, xong ở trong bụng nghĩ thầm. Dù sao ta cũng đã nhận võ công của lão nhân áo đen không ngoài Địa Linh giáo. Trách nhiệm của ta cần phải binh vực. Huống hồ một khi ta thấy bọn Nga Mi lại dùng thủ đoạn đê tiện để đối phó với lão ma đầu. Hơn thế nữa bạch y thiếu nữ đó là một người con gái, tội tình gì mà lại bắt giam nàng. Kế quan là một thiếu niên tuổi trẻ, tính tình hào sảng, hào hiệp, trong sáng, đặt mình vào địa vị của một người thừa kế của Địa Linh giáo. Thấy kẻ khác mưu hại người đồng đạo thâm tâm đã quyết can thiệp, chàng lẳng lặng không cầm giữ Đinh Bản để mặc cho hắn lên đường. Sau khi Đinh Bản đã lên đường, kế quan cũng trả tiền chủ quán rồi dùng thuật khinh công đuổi theo ngựa của Đinh Bản. Con ngựa của Đinh Bản tuy không phải là thiên lý mã, song nó vốn là một loại ngựa ở ngoại mông, cao to và khỏe mạnh. Tuy nhiên nói về võ công của kế quan lúc này, không phải là kế quan ngài mới bước chân vào chốn giang hồ nữa. Hơn thế chàng lại được thụ hưởng một tuyệt học chính tông của Địa Linh giáo, nên mức khinh công của chàng lúc này thật là kỳ ảo. Tuy chàng không dùng hết tốc độ khinh công, nhưng vẫn thừa sức bén gót theo ngựa mà không hề bị một phát hiện nào. Đường trường rong ruổi ôn lại những ngày qua. Kế quan không ngờ sau hành động ở Tam Nguyên Quán, Thái Sơn hội quần hùng, mà được giang hồ võ lâm hắc bạch lưỡng đạo đặt cho chàng một cái tên quái gở gọi là Ma Đầu Tiểu Tử. Và tất cả những tai sát tên ma đầu đều muốn giết chàng để chiếm đoạt thanh kim tinh ngọc phách kiếm. Hành tung vô định xuôi ngược bất thường, nay bắc mai nam, khiến không ai biết đâu mà tìm chàng. Nhưng phen này chàng từ Tố Giang đi Tứ Xuyên, phải qua nhiều thị trấn, nên đã kinh động nhiều người. Tin tức loan truyền khắp vùng Giang Hán, nên đến đâu chàng cũng bị người ta theo dõi. Khi chàng đến huyện Nga Mi, bèn lánh tìm trọ trong một khách sạn nghỉ ngơi, đợi tối sẽ tùy cơ mà hành sự. Bầu trời đen tối âm u, gió đêm mát lạnh. Giữa khung trời hiu quạnh tận chân núi Nga Mi, đột nhiên bay lên một bóng đen nhanh hơn tên bắn, rồi nhắm Hồng Nguyên Quán mà chạy đến. Thần pháp bóng đen thật là kỳ ảo. Chân vừa chấm trên ngọn cây thì đã giọt ra 4-5 trượng. Dùng dục liền đó, mấy chiếc bóng đen khác cũng nhắm phía bóng đen trước mà đuổi theo. Ở một khu rừng bên cũng có hơn 10 chiếc bóng nữa, xẹt ngang và nối tiếp đuổi theo sát bước. Trong lúc những bóng đen thi triển khinh công trước sau dùng dục chạy lên Hồng Nguyên Quán, bỗng nhiên một người lão nhân áo đen bịt mặt. Lão nhân áo đen cao lớn, không biết từ đâu tung mình bay lên, hai tay động rộng như hai cánh hạt lướt qua một cái khe rộng, rồi vượt khỏi mấy bóng đen chạy sau, xuyên mình qua cái rồi biến vào những lụm cây, không còn thấy tung tích đâu nữa. Cái bóng chạy trước đó chính là Di Kế Quan. Chàng chạy lên Hồng Nguyên Quán để tìm cứu bạch y thiếu nữ. Chạy một hồi và sau cùng vượt qua 3-4 ngọn núi cao, chàng đã tới cổng của Hồng Nguyên Quán thì ngừng lại. Hồng Nguyên Quán nguyên là một ngôi nhà rộng lớn dựa vào bìa núi xây cất nguy nga tráng lệ, theo kiểu cung điện, mái cong cửa rộng kiên cố vô cùng. Kế quan đứng lặng ngắm nghía hồi lâu rồi đột nhiên chàng dậm chân một cái, thân bốc cao nghiêng mình nằm một góc nhà ở phía sau hạ xuống. Vì chàng yên chí
những căn nhà mé trong là những nơi dùng làm chỗ ta giam giữ. Khi chân vừa hạ xuống nóc nhà ở mé sau điện, lập tức dùng thế xà hình, rồi nhồi bò lên mái ngói nhìn xuống. Chàng bò như thế qua 2-3 nóc điện thì đã tới một nơi tĩnh thất rất là vắng vẻ. Trước tĩnh thất này là một vườn hoa trồng đầy hoa thơm dị thảo, lác đác có một vài cây thông cao vút, và liếc nhìn xuống thấy có ánh đèn le lói chiếu ra. Chàng bèn nhẹ nhàng phi thân tới một cây thông cao nhất, lựa một cành kín đáo đứng nhìn vào trong tĩnh thất. Trong tĩnh thất bóng người lố nhố, dưới ánh đèn chàng thấy ngoài Nga Mi trưởng môn nhân và La Phù Tử ra còn nhiều người nữa mà chàng không hề biết mặt bao giờ. Nhờ khinh công cao diệu, thân pháp nhẹ nhàng, trong nhà không ai phát giác ra được chàng. Chàng yên chí lắng nghe. Kiếp dân giang hồ khắp khẩn, lão ma đầu là một kẻ sát sinh hung dữ. Hiện nay Hồng Nguyên Quán đang giam giữ con yêu nữ, sớm muộn lão ma cũng đến nài mày. Tử Hư Thượng Nhân không dám bỏ môn tự tới đây, vậy chúng ta phải làm như thế nào đây? Lắng nghe, Kế Quan vui mừng nghĩ thầm: Bạch Y thiếu nữ quả là bị giam ở nơi đây. Chợt lại thấy La Phù Tử gật đầu nói: Sư đệ nói đúng, nhưng chúng ta phải cân nhắc nặng nhẹ. Tất cả mối nguy họa sát nhân đều do lão ma đó gây ra. Các môn phái ai cũng mong có dịp tiêu trừ lão. Ngô huynh chắc chẳng những Tử Hư Thượng Nhân mà trưởng môn các phái cũng sẽ đến đúng kỳ hẹn. Chợt một đạo nhân khác lên tiếng nói: Lão ma đầu ấy không biết xuất xứ từ đâu, tiểu đệ đã hết sức dò hỏi và nghiên cứu võ công của lão ta, nhưng đến nay cũng không biết là lão thuộc môn phái nào. La Phù Tử tay vuốt nhẹ chòm râu, trầm ngâm một hồi rồi nói: Ngô huynh đã dò hỏi được một lão tiền bối cho biết, năm 60 năm về trước có một môn phái tên là Địa Linh Giáo. Võ công của phái này vô cùng quỷ dị, lẫy lừng trên khắp giang hồ, và trưởng môn nhân phái ấy đã được võ lâm thiên hạ cho là đệ nhất cao thủ võ lâm. Nhưng rồi sao lại bạc đi không thấy những người trong môn phái ấy xuất hiện? Ngô huynh chắc lão ta là một truyền nhân của phái ấy chứ không sai. Chợt một giọng nói ồ ề vang lên: Nếu vậy sao năm lão mà tới tham dự cuộc luận kiếm tại Hoàng Sơn, đệ nhất cao thủ võ lâm không ai ngoài lão ta được rồi? La Phù Tử lưỡng lự: Ai, việc đó khó mà đoán trước được lắm. Lời nói của La Phù Tử chợt ngừng, ngoảnh nhìn về phía Kế Quan đang ẩn nấp, đôi mắt quả tinh quang bỗng quát lớn: Vị đạo hữu của môn phái nào giá lâm, xin lộ diện để lão nạp được bái kiến coi. Kế Quan đang chăm chú nghe câu chuyện, chợt thấy vậy giật mình, đã tưởng mình đã bị bại lộ hành tung, toàn nhảy vào trong tịnh thất. Bỗng dưng có một trung niên văn sĩ xuất hiện. Khi vào tới đại sảnh, trung niên văn sĩ cúi chào mọi người rồi tay xếp chiếc quạt đang cầm, tiến gần đến La Phù Tử nói nhỏ mấy câu. Nét mặt của La Phù Tử chợt biến động, ông ta hừ lên một tiếng rồi lạnh lùng nói: Có việc ấy thật sao? Vừa nói vừa giơ tay phất một cái, một luồng kình phong ào ạt thổi tắt tất cả những ngọn đèn ở trong tịnh thất. Rồi dù dù, từ trong tịnh thất hơn 10 bóng đen nhảy ra biến vào trong bóng tối mất hẳn không một tiếng động. Kế Hoàng lúc đó còn đang chăm chú nghe câu chuyện, nên khi cục diện biến động chàng không kịp phản ứng ra sao. Giữa khi còn nhìn quanh, chợt thấy ở trong tịnh thất dục bay ra 2 bóng người, một trắng một đen, nhanh vô kể. Kế Hoàng kinh ngạc chăm chú nhìn theo thì thấy bóng đen hình như là lão nhân áo đen bịt mặt. Lão nhân áo đen khiến chàng dội ở trong lòng một cái, rung chân giục người lướt đuổi theo 2 chiếc bóng đó. Nhưng khi chàng vừa tung mình vượt qua một tường vách thì không nhìn thấy 2 bóng người đâu nữa. Thế vậy chàng kinh ngạc hơn nữa, vì hành động của chàng hết sức là nhanh, thân pháp của chàng đâu phải là kém, thế mà cũng không sao theo kịp 2 chiếc bóng của người đó. Như vậy quả thật võ công của 2 chiếc bóng trắng đen này hết sức là siêu phàm nhập thánh rồi. Chàng thầm đoán bóng trắng đó chính là Bạch Y thiếu nữ người chàng định vào cứu.
Nghĩ vậy cho nên Kế quan yên lòng quay mình trở lại tỉnh thất, định vào quan sát một lần nữa xem sao. Kế quan nghĩ sao thì làm vậy. Chân của chàng chưa kịp nhún nhảy vào trong tỉnh thất thì bốn phía đã vang lên tiếng cười đắc ý. Sau những khóm cây, bốn đạo sĩ bước ra, tiếp đó đằng sau của chàng một trung niên văn sĩ tiến tới. Kế quan giật mình chú ý, thì ra bốn đạo sĩ này là La Phù Tử, Xích Dương Tử, Thanh Dương Tử và Dân Dương Tử. Còn người trung niên văn sĩ kia chính là sư phụ Bạch Lộc Thư Sinh từ Tử Bình. Năm người ấy dây Kế quan vào giữa. La Phù Tử vuốt râu một cái rồi nghiêm nét mặt. Mà tiểu tử, người tới Hồng Nguyên quán chúng ta trong lúc khuya khoắt như thế này, mưu tính chuyện gì? Kế quan lạnh lùng. Tới đây để cứu một vị cô nương bị quý vị giam cầm. Tại hạ hỏi thật, quý vị là những kẻ xuất gia thanh tịnh, vô cớ lại đi bắt giam một lương gia phụ nữ. Nghe Kế quan nói, La Phù Tử giật mình kinh ngạc chăm chú nhìn chàng tự nghĩ. Có lẽ tình mà tiểu tử này chính là môn hạ của Địa Linh giáo. Nếu vậy chuyện đối phó Dư Hương Sa chủ nhân thêm khó khăn rồi đây. Nghĩ vậy, La Phù Tử hừ lên một tiếng giọng lạnh lùng nói. Bần đạo đâu lại đi làm khó lương nhân phụ nữ. Chẳng qua bạch y nữ yêu đầu này là con gái của đại lão ma đầu. Phụ hộ chắc phải sinh tử hổ. Sao thoát khỏi ảnh hưởng cấm vào tầm tính hung ác sát hại các môn đồ đệ tử của các đại môn phái. Kế quan cười lên ha hả. Đạo trưởng khéo giờ các môn phái vào trong vòng thị phi sát hận. Tại hạ xin hỏi thật, có phải đạo trưởng mời thất đại môn phái tới đây để đối phó với tại hạ không? Nếu vậy tại hạ sẵn sàng đợi các vị chưởng môn tới thử sức một thể xem sao. La Phù Tử lại càng kinh ngạc nghĩ thầm. Việc ta phi kỳ mời thất đại môn phái, sao thằng này nó biết được vậy hả? Tuy kinh ngạc nhưng La Phù Tử vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh rồi đáp. Đúng vậy, bần đạo đã sai người đi mời thất đại trưởng môn phái tới để tiếp tài, để tiêu trừ tiểu tử và tên đại ma đầu. Nài người tới đây càng hay, bần đạo khỏi nhọc công tìm kiếm, và giờ đây ta truyền cho ngươi khỏi đi đâu được nữa. Kế quan nghe nói cười lên khanh khách một hồi. Tại hạ đến được thì cũng sẽ đi được. Đạo trưởng có bản lĩnh gì mà cầm giữ được tại hạ đây? Nghe lời kêu ngạo, nét mặt bừng dẫn. Dân Dương Tử tiến lên một bước nói. Không tin người đi khỏi đây thử xem. Việc đó dễ dàng lắm, có chi là khó đâu. Vừa nói chàng vừa quay mình bước ra cổng. Dân Dương Tử cả giận quát to một tiếng. Thật người dám! Vừa quát, Dân Dương Tử vừa dung chưởng công tới. Kế quan đã chuẩn bị sẵn sàng nên đã tề tụ chân khí công lực từ lâu. Khi chàng thấy Dân Dương Tử vừa giơ bàn tay lên, chàng cũng giơ tay phát ra một chưởng ngược lại. Ầm ầm! Hai chưởng lực chạm mạnh vào nhau phát sinh ra cơn lốc, cuốn tung cát bụi khiến cây cối ở trong vườn nghiêng ngả. Dân Dương Tử sắc diện tái mét, lão đảo thối lui về phía sau hơn 5-6 bước. Kế quan mỉm cười không nhìn Dân Dương Tử. Chàng vẫn ung dung tiến bước về phía trước coi như không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên bóng kiếm chói lòa chặn ngang trước mặt. Xích Dương Tử, Thanh Dương Tử, mỗi người cầm một thanh kiếm sáng quắc chỉ thẳng vào mặt của Kế quan rồi quát to. Mà tiểu tử, người hãy rút kiếm ra đi. Chúng ta muốn lãnh giáo của ma đầu mấy chiêu cao thủ. Kế quan ngừng bước lại. Chàng liếc nhìn hai người một cái không trả lời và cũng không rút kiếm ra khỏi vỏ. Vì thực tâm của chàng không muốn dùng tới khí giới, e thêm mối thâm cừu gây nên cảnh máu đổ thịt rơi. Ngay khi đó thì chợt có hai bóng người từ sau tỉnh thất chạy lẹ ra như hai tên bắn. Khi hai người bóng người đó tới trước mặt La Phù Tử, liền ngừng lại rồi cúi đầu nói khẽ. Thừa trưởng môn, bạch y thiếu nữ bị giam ở thạch thất không biết đã bị kẻ nào cứu khỏi rồi. La Phù Tử giật mình giãy tay một cái rồi nói. Biết rồi. Rồi chợt quay nhìn Kế quan tiến lên trước mặt của chàng rồi quát. Mà tiểu tử, ngươi dùng kế điệu hổ ly sơn thật hay sao? Kế quan biết hai bóng ban nãy, một trắng và một đen, chính là bạch y thiếu nữ. Xong chàng vẫn cười gằn một tiếng.
Đạo trưởng quả thực ăn nói quá là hồ đồ. Khi tại hạ thoạt vào đây, đã trông thấy hai bóng người thoát ra khỏi tỉnh thất rồi. Rõ thật là đã bị người khác qua mặt cứu tù nhân ra khỏi. Không đổ cho ai, lại đổ cho tại hạ. Đáng là tức cười thật. Lạc phụ tử vừa thẹn vừa giận. Chỉ vì mình đường đường là một vị trưởng môn nhân, một đại môn phái, không lẽ động thổ dơi một tên thiếu niên tiểu bối. Lão bèn đưa mắt nhìn vào hai người sư đệ nói: Vô lượng thọ Phật. Thôi mà tiểu tử đừng nói nhiều, hãy theo ta vào trong phương trượng để đối chất đi. Vừa dứt lời, ba thanh trường kiếm trên tay của bọn thanh dân Xích Dương tử đồng dung lên một lượt, kiếm quang lấp lánh bao phủ lấy Kế Quang. Kế Quang liếc nhìn thấy vậy cả cười khinh ngạo. Tay của chàng từ từ xuất thế chuẩn bị ứng phó. Giữa lúc tình hình căng thẳng, đột nhiên một tiếng Phật hiệu trầm hùng từ ở bên ngoài vọng tới. Thoáng chốc, từ phía ngoài, Tử Hư Thượng Nhân và Điểm Thương Nhất Chỉ dục bước tới. Tiếp theo là từ một cánh rừng ở phía bên phải, có thêm ba bóng người nhảy ra. Nhìn ra là Phổ Tỉnh Thiền Sư, Khung Luân Quảng Pháp Đạo Trưởng thuộc phái Ngũ Đại Sơn và Võ Đan Lăng Phong Đạo Trưởng. Kế Quang nhìn thấy vậy vẫn thản nhiên toan lên tiếng. Bỗng từ xa bóng một người nữa bay lại, thì ra là Hành Sơn đại biểu Sơn Lâm Cư Tử, tay cầm chiếc quạt giấy thủng thẳng bước tới. Tình thế càng thêm khẩn trương, lòng của Kế Quang hơi rung động. Bao vây xung quanh chàng, ngoài thất phái trưởng môn nhân, trong đó còn có Nga Mi Tam Tử là mười mấy cao thủ khác. Nhìn quanh một lượt, Kế Quang vẫn giữ trên nét mặt bình tĩnh, ngầm đề tụ chân khí cất tiếng cười. Đường đường một võ lâm nhất đại phái trưởng môn nhân đích thần đối phó, hân hạnh tại hạ xin phụng tiếp. Tử Hư Thượng Nhân mỉm cười buông một câu Phật hiệu rồi đáp: A Di Đà Phật. Bần tăng không phải tới đây để làm khó dễ tiểu thí chủ đâu, chỉ cần tiểu thí chủ nói ra lai lịch sư môn, bần tăng cam đoan để cho tiểu thí chủ an toàn ra khỏi Nga Mi Hồng Nguyên Quán. Việc đó tại hạ không thể làm thỏa nguyện tiền bối được, xin tiền bối tha thứ cho. Sơn Lâm Tử chợt cười gằn một tiếng, xong tới trước mặt của Kế Quang, cầm chiếc quạt miên kim trỏ vào chàng và nói: Trung Nguyên không phải là nơi dung thân của bọn tà ma ngoại đạo, đêm nay ngươi đừng hòng sống mà ra khỏi Nguyên Quán này. Nếu tại hạ có thể ra khỏi được đây thì ông tính sao hả? Sơn Lâm Tử cả giận, tay mở quạt tiến lên một bước toàn tấn công. Đột nhiên một luồng âm phong thổi tới, một bóng người nhẹ nhàng như bóng én đáp xuống bên cạnh của Kế Quang. Liếc nhìn chàng một cái rồi cất tiếng vàng như chuông đồng hỏi: Lão Ngưu Tử, người nhốt con quyền nhi của ta ở đâu? Nói ra mau. Thì ra bóng đó chính là Hắc Bào Lão Ma, một nhân vật gian danh thiên hạ, từng làm tán đỡm võ lâm hắc bạch lưỡng đạo giang hồ, khiến cho La Phù Tử không khỏi dõi lòng lo ngại. Kế Quang nghe lão nhân nói như thế liền kinh ngạc. Ý, hồi nãy không phải là ông đã cứu ái nữ ra khỏi đây rồi sao? Lão nhân áo đen chợt xoay mình nhìn Kế Quang rồi quát: Có lẽ người gặp ma sao? Ta đâu có nói láo. Thoạt vào đây, ta đã trông thấy rõ lão nhân bịt mặt cứu nàng ra khỏi nơi đây rồi. Ông tin hay không thì mặc kệ ông.